Chương 300, bình chữa cháy cấp thần. Chuyện được thực hiện bởi kênh an audio và website obookaudio.com. Ninh Tịch, Lục lão tiên sinh, cháu không có ý này, nếu ý của ngài là hy vọng cháu có thể ở bên cạnh Tiểu Bảo nhiều hơn, thật ra cháu có thể thường xuyên tới chơi với thân phận là một người bạn của Tiểu Bảo. Vậy là cô đang từ chối tôi. Sắc mặt Lục Sùng Sơn u ám, cũng không biết có phải vì có Lục Đình Kiêu ở bên cạnh cô hay không, dưới sự uy áp đáng sợ như vậy của Lục lão gia tử, Ninh Tịch lại vẫn kiên định nói, "Vâng hỗn xược dù sao lục sùng sơn cũng là người luôn ở trên người khác ông đã quen với việc tất cả mọi người đều phải nghe theo lời của ông sao có thể chấp nhận được việc một nghệ sĩ nhỏ bé như cô dám làm trái lại ý của ông được vậy nên ông liền nổi trận lôi đình lục đình kiêu không nói gì ông dùng khoác tay lên lưng ghế ninh tịch chỉ vậy thôi cũng đã đủ bày ra dáng vẻ của một người bảo hộ khoảnh khắc hơi thở của lục đình kiêu tiến sát lại ninh tịch vốn đang căng cứng người vì căng thẳng lúc này không hiểu sao lại thả lỏng ra trong bầu không khí rằng có căng thẳng tiểu hoàng tử chuyên đi bổ đao lục cảnh lễ rốt cuộc không chịu nổi nữa, con nói ba chứ, logic của ba ở đâu vậy? Tiểu tịch tịch chỉ cần nói với anh con một tiếng yes y do thôi thì cả lục gia này đã là của cô ấy rồi, ngay đến việc làm chị dâu con cô ấy còn chẳng muốn, cô ấy sẽ để tâm tới chút tiền đó của ba chắc. Lục sùng sơn suýt nữa thì thức hộc máu, ông vỗ bộc một cái lên bàn, thằng thối thây này, mày muốn ép tao phải dùng tới gia pháp đúng không? Thật là, lần nào nói không lại người ta cũng lôi gia pháp ra dọa. Lục cảnh lễ yếu ớt cao nhau thấy hai thằng con đưa tay ra giúp người ngoài lục sùng sơn tức điên lên khi cơn giận sắp không kiềm chế được nữa ông bỗng cảm thấy một vật thể mềm mại vỗ lên lưng mình ngoảnh lại ông liền thấy tiểu bảo bảo bối đang vỗ nhẹ lên lưng ông bằng bàn tay nhỏ bé của mình như thể đang an ủi ông đừng tức giận tránh hại đến thân thể bình chữa cháy cấp thần đã ra tay thì còn có ngọn lửa nào là không dập được lục sùng sơn bỗng thấy cả người thư thái quả thật còn có tác dụng hơn cả an linh đan thần dược mềm giọng nói bé ngoan con đang thương ông phải không lục cảnh lễ thấy thái độ dịu dàng vô cùng của cha mình với cháu trai liền cảm thấy hết sức chua sót địch Để... sao con chưa thấy ba nhẹ nhàng với con như thế bao giờ lúc nào cũng hung dữ với con cả tại sao trong cả cái nhà này địa vị của con lại thấp nhất sốt cuộc con có phải là con trai của ba không thế hả lục sùng sơn hừ một tiếng tức giận nói đợi khi nào mày kết hôn rồi cho tao thêm cháu gái cháu trai nữa thì hãy bàn tới chuyện địa vị với tao lục cảnh lễ hơ hơ cười bái bai thôi con vẫn cứ ở tầng thấp nhất cho xong cái giá để nâng cao địa vị cũng quá cao rồi. Lúc này, chuông điện thoại bỗng vang lên, Ninh Tịch vội lấy điện thoại trong túi ra, là Tiểu Đào gọi tới. Cô vô tình lướt mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại mới phát hiện cô đã bị muộn nửa tiếng. Ninh Tịch vội thấp giọng nghe điện thoại, "Alo, Tiểu Đào à." "Alo, chị Tịch à, sao chị vẫn chưa đến? Mọi người trong đoàn đã bắt đầu rồi, đạo diễn đang dục kìa. Em tới phòng tìm chị nhưng không có ai mở cửa cả. Chị đi đâu thế?" "Ờ, chị có việc phải xử lý nên phải nán lại." giờ vẫn còn đang ở đông giao, giờ chạy qua đấy nhanh nhất cũng mất một tiếng nữa, em giúp chị giải thích với đạo diễn rồi xin lỗi hộ chị chút nhé. Sau khi dập diện thoại, Ninh Tịch chỉ có thể đứng dậy cáo từ, cảm ơn sự tiếp đãi của hai vị, hôm nay cháu còn việc phải làm, cháu xin phép về trước ạ. À? Nói rồi, Ninh Tịch lưu luyến nhìn về phía bánh bao nhỏ ngồi ở đối diện. Chương 301, chẳng có gì mà thơm thơm không thể giải quyết được cả. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com thấy ninh tịch định đi, lục lão phu nhân vội liếc lục lão gia tử một cái, mà lão gia tử thì mặt mũi sầm xì, si, giữ thái độ im lặng. Lục đình kiêu đứng dậy đi đến bên cạnh tiểu bảo, anh bế thằng bé. Từ trên ghế lên, sau đó bước đến bên cạnh ninh tịch, đặt nó xuống, đi tiến cô tiểu tịch của con đi. Tiểu bảo gật đầu thật mạnh rồi nắm lấy tay ninh tịch. Ninh tịch cảm kích nhìn lục đình kiêu, sau đó cùng bánh bao nhỏ đi ra ngoài. Lục sùng sơn đang định đứng dậy thì lại bị lục lão phu nhân kéo lại, lắc đầu nói, thôi mà, chẳng qua chỉ là tiếng người ta về thôi mà. Lục Sùng Sơn lại sầm mặt, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp. Ninh Tịch nắm tay Tiểu Bảo men theo con đường lát đá xanh, đi mất 10 phút mới đến trước cổng. Trên đường tới đây, Ninh Tịch nghĩ ra rất nhiều những lời để an ủi bánh bao nhỏ, nhưng giờ cô lại chẳng thốt ra được một chữ. Bánh bao nhỏ cứ cúi gằm mặt xuống, không chịu ngẩng lên. Một lúc lâu sau cậu bé mới cầm cái tập viết luôn không rời mình ra, bắt đầu nghiêm túc viết viết cái gì đó viết xong rồi, bánh bao nhỏ mới dơ lên cho Ninh Tịch xem. Tago đã từng nói rằng, nếu như bạn yêu một người, hãy để tình yêu của bạn như ánh nắng mặt trời bao phủ cô ấy và để cô ấy tự do. Xem xong Ninh Tịch liền sững ra, bầu không khí buồn bã nãy giờ đã hoàn toàn biến mất, vì cười nói, bảo bối, hóa ra con còn biết cả Tago cơ à. Từ đâu mà con biết được câu này thế? Ninh Tịch nói rồi ngồi xuống ôm thật chặt lấy bánh bao nhỏ vào ngực, trong lòng cô tràn đầy ấm áp, cảm ơn. Thật sự cảm ơn con, bảo bối. Thật lòng mà nói, cô không ngờ được tiểu bảo sẽ viết cho cô xem một câu như thế này nó thật sự khiến cô rất cảm động lại đau lòng đang ôm chặt bánh bao nhỏ không muốn buông ra ninh tịch chợt thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc đằng sau lưng tiểu bảo đang bước về phía bọn họ ninh tịch vội vã hôn bánh bao nhỏ hai cái nói với nhóc là sau này có cơ hội nhất định sẽ đến thăm nhóc sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy mất lục đình kiêu nhìn theo bóng cô gái nhỏ nhanh chân chạy mất trong mắt thoáng hiện lên nét bất đắc dĩ lục cảnh lễ đứng đằng sau ôm miệng cười khúc khích anh hai Tiểu Tịch Tịch nhìn thấy anh chạy còn nhanh hơn cả thỏ đột biến gen. Nói rồi sau đó anh liền đưa mắt nhìn về phía bánh bao nhỏ, thở dài một tiếng, đúng là người với người khác xa nhau. Bây giờ coi như em đã hiểu rồi, kể cả em có nói sủi bọt mép cũng không bằng một cái thơm của bảo bối nhà chúng ta, nếu như một cái thơm mà không giải quyết được việc thì thơm hai cái. Sao anh không dứt khoát để tiểu bảo dùng chiêu này làm cho ba mẹ thay đổi ý định luôn đi, giải quyết trở ngại lớn nhất ngăn cách giữa hai người. Đây cũng không phải là vấn đề lớn nhất giữa anh và cô ấy giọng nói của Lục Đình Kiêu rất lãnh đạm. Hơn nữa anh cũng biết đề nghị Ninh Tịch làm gia sư riêng cho Tiểu Bảo đã là sự thỏa hiệp lớn nhất của lão gia tử rồi. Có điều, mục đích lần này của anh cũng đã đạt được, sau khi tận mắt thấy được sức ảnh hưởng của Ninh Tịch với Tiểu Bảo, lão gia. Tử tuyệt đối sẽ không động đến Ninh Tịch nữa. Sau khi Ninh Tịch đi khỏi không lâu, Lục Sùng Sơn gọi cả hai cậu con trai vào thư phòng. Coi như là hai đứa cũng là vì Tiểu Bảo, chuyện tối hôm qua ba sẽ không truy cứu nữa, nhưng ba tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra lần thứ hai. Ba, sao ba lại phức tạp hóa vấn đề thế nhỉ? Dứt khoát để anh con lấy cô ấy cho rồi, chuyện gì cũng giải quyết xong, đỡ bao nhiêu. Kiêm có khó được một lần lục sùng sơn không điên lên mà mắng Lục Cảnh Lễ, ông thở dài nói, thằng út à, nếu như đối tượng của sự việc ngày hôm nay là con, có lẽ ba sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này của hai đứa. Lục Cảnh Lễ sợ đến mức nhảy dựng, ba là ba ruột của con đấy. Ba đừng có đưa ra cái giả thiết đáng sợ như vậy được không? Đúng là gây thù chuốc oán cho anh mà chương 302, Đại Ma Vương đáng yêu chết mất. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Nếu như đó là vợ con, cho dù đối phương có là nghệ sĩ đi chăng nữa thì cũng không có vấn đề gì quá lớn, nhưng mà anh con thì lại khác, nó là người nắm quyền của tập đoàn Lục Thị, là người chấp trưởng của gia tộc nhà họ Lục. Người được chọn để làm vợ của nó sẽ có ảnh hưởng tới tương lai của toàn gia tộc chúng ta. Lão gia tử vừa dứt lời, Lục ảnh Lễ liền liếc sang nhìn ông anh mình một cái, cái vẻ bất cần đời trên mặt anh thoáng cái đã chuyển thành nghiêm túc từ nhỏ đến lớn anh đều sống dưới sự che chở của anh trai anh có thể làm những việc mình thích có quyền chọn người con gái mình yêu để làm vợ mà anh mình thì lại không anh lục cảnh lễ đột nhiên không biết nên nói gì lục đình kiêu vỗ vai lục cảnh lễ sau đó nhìn về phía lục sùng sơn trong đôi mắt lạnh lùng hiện lên vẻ kiêu ngạo ngông cuồng ba ngoại trừ ba và mẹ ra không có bất kỳ ai có thể ảnh hưởng đến quyết định của con của câu này là gia tộc Công ty hay cách nghĩ của những kẻ khác chẳng có liên quan gì đến anh cả, thứ duy nhất mà anh cần phải cân nhắc là cảm nhận của những người thân yêu nhất." Lục Sùng Sơn nghe được câu này mà ngây người ra mất một lúc, tuy rằng câu nói này tuy có ngỗ ngược, nhưng từ đáy lòng ông lại cảm thấy tự hào cùng với cảm động. Năm xưa ông mất hơn 20 năm mới ngồi vững ở vị trí đó, mà mỗi bước đi, mỗi một quyết định đều phải suy xét thật lâu, nhưng đứa con trai của ông chỉ cần dùng 5 năm ngắn ngủi để dẹp yên cuộc nội loạn trong gia tộc, hơn nữa trong vòng 5 năm đó còn đưa nhà họ Lục lên một tầm cao mới. Những lời vừa rồi của nó tuy rằng có chút ngông cuồng kiêu ngạo nhưng đó lại không phải chỉ là mạnh mồm, nó quả thật có thực lực đó. Lục Sùng Sơn thở dài một tiếng, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng, đình kiêu, nếu con trách ba quá chú ý tiểu tiết thì con nên nhớ một câu có được thiên hạ dễ, giữ được thiên hạ khó. Tự đặt bên cạnh mình một thứ có sức uy hiếp lớn như vậy, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Trong ánh mắt Lục Đình Kiêu loang loáng ánh lên sự kiên định nhưng cũng đầy dịu dàng, con sẽ chứng minh, cô ấy không phải là uy hiếp. Nói xong liền quay người rời đi nhìn theo bóng lưng dần biến mất của anh trai, sự ái náy trong lòng lục cảnh lễ đều trở thành sùng bái, mi gót. Anh em ngầu vãi nhái, sau khi rời khỏi thư phòng, lục đình kêu sang xem tiểu bảo. Cậu nhóc đang chống cầm ngây người nằm bò trước bệ cửa sổ, trên gương mặt nhỏ bé là sự vui vẻ pha lẫn với mất mát. Lục đình kêu đi đến bên cạnh con trai dịu dàng xoa đầu thằng bé. Con làm tốt lắm, tiểu bảo quay lại, ngẩng cái đầu nhỏ lên ngây ra nhìn ba mình. Sao thế, Lục Đình Kiêu hỏi, bàn tay nhỏ bé của Tiểu Bảo giật giật góc áo anh, ý bảo anh cúi thấp xuống một chút. Ngay sau đó, một cái thơm mềm mềm rơi trên má anh. Một Lục Đình Kiêu luôn luôn bày mưu nghĩ kế, khống chế tất cả trong lòng bàn tay, giờ phút này cũng phải sướng sờ. Phải mất mấy giây sau, Lục Đình Kiêu mới phản ứng lại được, nhưng hình như cũng không biết nên xử lý tình huống này như thế nào. Sau cùng anh mới nghiêm mặt khẽ ho một tiếng, nói một câu, ngoan lắm. Phục TTT vẫn đứng nấp ngoài cửa nhòm trộm từ nãy đến giờ. Lục Cảnh Lễ bật cười thành tiếng, tự nhiên anh lại cảm thấy giờ phút này ông anh cả nhà mình quả thật quá đáng yêu, lúc tán gái thì cũng ra hình ra dáng thế mà nên ở chung với con trai mình thế nào lại không biết. Đúng lúc này điện thoại của Lục Đình kêu reo lên, là điện thoại của viên quản gia. Vừa nhấc máy, đầu bên kia đã vang lên giọng nói đầy kích động của lão quản gia, "Alo, đại thiếu gia ạ, Tịch tiểu thư về rồi ạ." À. Chương 303, mắc bẫy rồi, chuyện được thực hiện bởi kênh an audio và website obookaudio com Cùng lúc đó, tại Bạch Kim Đế cung, Ninh Tịch đang đứng ở cửa nói chuyện với cô hầu Loan Loan. "Loan Loan đáng yêu, Loan Loan thân mến, xin nhờ cô đấy, để tôi vào trong đi mà. Tôi bảo đảm lấy hết hành lý xong sẽ đi ngay lập tức." Ninh Tịch chắp hai tay cầu xin, vừa nãy sau khi rời khỏi lục trạch, cô dứt khoát gọi điện đến đoàn làm phim xin nghỉ hẳn nửa ngày để đến biệt thự mang hành lý đi luôn. Tuy rằng khoảng thời gian 3 tháng không phải là dài, nhưng bất chi bất giác cô phát hiện ra đại bộ phận đồ đạc của cô đều chuyển qua đây hết rồi cho nên trong khoảng thời gian này có vài thứ cần dùng gấp nhưng lại không thể đến lấy thực sự khá là bất tiện đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất là cô biết lúc này đại ma vương vẫn đang ở lục trạch chắc chắn là không có mặt ở biệt thự cho nên mới chấp lấy cơ hội trời cho này vội vã chạy đến đây nhưng tiếc cái là mọi chuyện không phát triển thuận lợi như cô đã tưởng mặc kệ cô có nói gì đi nữa cô hầu nhỏ vốn ngoan ngoãn hiền lành cũng nhất quyết không chịu để cho cô vào tịch tiểu thư cô cũng đừng làm khó em nữa mà không phải là em cố ý không để cho cô vào mà là em thật sự không có quyền hạn để mở được cửa chính ninh tịch hết cách chỉ có thể quay sang năn nỉ viên quản gia không biết viên quản gia đang gọi điện thoại cho ai vừa nhìn thấy cô đến đã vội vàng cúp máy sau đó ho khẽ một tiếng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra quay sang nhìn cô tịch tiểu thư cô đã về rồi vâng cháu về lấy đồ bác quản gia bác có thể mở cửa cho cháu vào được không ninh tịch vội vàng cầu khẩn vẻ mặt của viên quản gia hiện lên chút khó xử Ông thở dài một cái, tịch tiểu thư, tuy tôi chỉ là người làm, không nên lắm mồm chuyện của chủ nhân, nhưng mà lần này ông già tôi cũng không nhịn được mà lắm mồm một câu. Khoảng thời gian trước, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, đại thiếu gia trở về liền lệnh cho chúng tôi rời khỏi nhà chính, sau đó tự nhốt mình trong phòng một ngày một đêm, tiếp đó thì quyền hạn ra vào nhà chính cũng bị phong tỏa, đến bây giờ thì ngoài cậu ấy ra thì không một ai có thể vào được. Nói đến đây, viên quản gia ngập ngừng một lát, mãi sau mới nói tiếp, cho nên, nếu như cô muốn vào trong chỉ có thể gọi điện cho đại thiếu ra về mở cửa thôi nghe viên quản gia nói thế ninh tịch mới nhớ lại trước đây lục cảnh lễ đã từng nói với cô về chuyện này nhưng lúc đó cô đang cố tình xem nhẹ tất cả những tin tức có liên quan đến lục đình kiêu ninh tịch thất thần trong chốc lát rồi sau đó kịp thời lấy lại tinh thần nói thật nhanh cảm ơn bác thế thì thôi vậy cháu đi trước đây tạm biệt bác nhé bác quản gia vừa nãy viên quản gia sau khi nhìn thấy cô thì lập tức cúp ngay điện thoại điều này khiến cô có chút lo sợ bất an Trung quy là hôm nay nếu đã không lấy được hành lý thì phải chạy mau thôi. Quản gia thấy Ninh Tịch định đi liền sợ, đại thiếu gia vẫn còn đang ở trên đường đấy. Thấy đại thiếu gia nhà mình chán nản bao nhiêu lâu thế, không dễ gì mới đợi được Ninh Tịch quay về một lần. Ông đâu thể cứ thế mà để cô đi được? Cho nên quản gia vội gọi Ninh Tịch lại, Tịch tiểu thư, đợi đã. Bác quản gia, còn chuyện gì không ạ? À? Ninh Tịch ngừng bước, quản gia tỏ ra như vừa đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nói Tịch tiểu thư. Tôi đột nhiên nhớ ra một cách, nói không chừng có thể giúp cô vào trong được. Có thật không ạ?" À? Ninh Tịch kinh ngạc, vui vẻ hỏi. "Thật chứ? Nhưng xin Tịch tiểu thư đợi một lát." "Được, được, không vấn đề gì." Làm phiền bác rồi. Giờ phút này trong đầu Ninh Tịch toàn là ý nghĩ nhân gian vẫn có tình người chứ không hề nghi ngờ lão quản gia đang lừa mình. Cho nên, Ninh Tịch lòng đầy hy vọng mà đứng đợi tại chỗ, kết quả là đợi, đợi, đợi tận 20 phút liền. Chương 304: Toàn là bẫy nhau. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ninh tịch vội đến mức vò đầu bước tay, trong lúc vô thức liền vặt sạch lá của mấy khóm cây trong vườn, chỉ có một chốc mà đã có mấy cái cây trụi lùi cả lá. Tịch tiểu thư, cô uống nước ép đi, loan loan ân cần bê một cốc nước đến, trên khay còn có mấy đĩa điểm tâm nho nhỏ. Cảm ơn nha Ninh tịch ực một cái tu hết phân nửa cốc nước, sốt ruột hỏi, loan loan, em hỏi giúp chị chưa? Sao quản gia mãi vẫn chưa quay lại vậy? Loan loan không biết lừa gạt người khác cho lắm, nhưng trên mặt vẫn cố gắng nở một nụ cười, cố gắng bình tĩnh mà trấn an Ninh Tịch, "Tịch tiểu thư, cô cố đợi thêm chút nữa đi. Chắc cũng nhanh thôi." "Được rồi." Ninh Tịch đưa mắt nhìn thời gian trên điện thoại, quyết định đợi thêm 5 phút nữa, nếu như viên quản gia vẫn chưa quay lại, cô nhất định phải đi. Không biết tại sao trong lòng cô càng lúc càng bất an thế này. Thời gian từng giây từng phút một trôi qua, 5 phút này đối với cô mà nói quả thật như là sống một ngày bằng một năm. Cuối cùng 5 phút cũng hết, ninh tịch lập tức đưa cái cốc trong tay cho loan loan xin lỗi nha loan loan chị còn có việc phải làm nên đi trước đây phiền em nói với viên quản gia hộ chị nhé vẻ mặt của loan loan lập tức thay đổi vội vàng chạy đến chắn đường không cho ninh tịch đi tịch tiểu thư cô ở lại đợi thêm một lát đi đợi thêm một lát thôi mà đợi thêm một lát nữa thôi ninh tịch nhìn vẻ mặt của loan loan ngay lập tức cảm thấy có gì đó không đúng thế nên nhanh nhẹn lách người vòng qua loan loan cắm đầu bỏ chạy nhưng mà vừa mới vượt qua loan loan còn chưa chạy được hai bước một bóng dáng cao lớn đã đập vào mắt cô. Phác, quả nhiên là vậy mà. Ninh tịch đỡ chán nghiêng đầu nhìn loan loan, vẻ mặt đau khổ, không cách nào tin được nói, loan loan thân yêu, ngay đến em cũng lừa chị ư. Cái gì mà nhân gian vẫn có tình người chứ, tất cả đều là mây bay, cô đã không còn cách nào tin tưởng vào cái thế giới toàn là bẫy dập này nữa rồi. Loan loan quả thực tự trách đến mức sắp khóc đến nơi, cô bé cúi gập người xin lỗi tịch tiểu thư. Em, em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi nhìn cô bé khóc lóc như hoa lê dưới vũ cơn giận của ninh tịch cũng xẹp mất tiêu chỉ đành cứng rắn quay lại đối diện với đại ma vương ninh tịch hít một hơi thật sâu lục tổng tôi tôi đến lấy hành lý một nửa câu sau còn chưa nói hết lục đình kêu lạnh như băng vứt cho cô một câu đi vào sau đó liền bước thẳng về phía ngôi biệt thự ninh tịch nhìn theo cái bóng lạnh lẽo như sắp đóng băng đến nơi chỉ có một phản ứng duy nhất là chạy đi chạy đi chạy đi nhưng có vẻ như lục đình kêu lại không hề lo lắng cô sẽ chạy mất cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái vứt cho cô một câu rồi tự mình bước thẳng. Kết quả cuối cùng là, quả nhiên ninh tịch đúng là không dám chạy, rồi dám mất nửa ngày cuối cùng vẫn ngoan ngoãn theo vào trong. Sau lưng, lão quản gia và loan loan thở vào nhẹ nhõm vì đã họ đã thoát thân thành công. Ninh tịch nơm nớp lo sợ theo sau đại ma vương, cô vô thức ngắm nghía ngôi nhà đã lâu không trở về này. Phòng khách, hành lang, cầu thang, những đồ vật trang trí. Rõ ràng tất cả đều vẫn như cũ, nhưng không biết tại sao lại mang đến cho cô cảm giác lạnh lùng xa lạ đến thế. Lục Đình Kiêu im lặng bước đi, mãi cho tới khi đến trước cửa phòng cô, anh mở cửa ra sau đó liền đứng ở cửa đợi cô, dường như đã sớm biết mục đích của việc cô đến đây. Chương 305, nhốt em cả đời. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Giờ phút này, đối diện với đôi mắt sâu thẳm đen nhánh của người đàn ông trước mặt, trong lòng Ninh Tịch tràn ngập bối rối cùng e sợ. Không dám bước lên, mãi cho tới lúc Lục Đình Kiêu châm một điếu thuốc, dựa vào khung cửa, dáng vẻ có phần tùy ý buông thả, khi thế cũng không áp bức người khác như vừa nãy nữa ninh tịch mới có chút to gan bước đến gần lúc bước qua người lục đình kiêu tốc độ của ninh tịch quả thực đột phát giới hạn của con người veo một cái đã chui vào trong chỉ nhìn thấy được cái bóng mờ có thể so được với cao thủ kinh công trong phim truyền hình khi đứng trong phòng rồi ninh tịch có chút sửng sốt căn phòng của cô không thay đổi một chút nào mấy quyển tạp chí thời trang cô vứt bừa ở đầu giường vẫn đó thảm yoga vẫn bị tùy tiện vứt vào một góc trên sàn vẫn còn nằm một cây bút kẻ mày hôm đó do đi vội quá mà cô không kịp nhặt lên, ngay cả vị trí của ngòi bút gãy cũng không thay đổi. Tất cả đều khiến Ninh Tịch có cảm giác như đã qua mấy thế kỷ, dường như quãng thời gian cô sống ở đây đã là chuyện của kiếp trước. Mãi cho đến lúc một cơn gió đột nhiên thổi tung tấm rèm cửa, bay phần phật trong phòng, Ninh Tịch mới tỉnh lại bắt đầu vội vàng thu dọn đồ đạc. Đầu tiên là lôi cái vali lớn từ dưới gầm giường ra, sau đó bắt đầu dọn dẹp từng thứ từng thứ một. Quần áo, giày dép, đồ trang điểm, khăn mặt bàn trải máy chơi game bsp cứ cất một món vào trong vali tim cô lại như thế rỗng mất một phần đau nhói từ đầu đến cuối cô không dám liếc mắt nhìn lục đình kiêu dù chỉ một lần trong căn phòng này ngoại trừ đồ đạc của cô những thứ khác cô không mang đi nhìn những món đồ trang trí nho nhỏ mà lục đình kiêu mua thêm cho cô đơn độc nằm ở trong đó cô có cảm giác áy náy như thể mình đã vô tình từ bỏ chúng nó cuối cùng tất cả mọi thứ đã thu dọn xong xuôi ninh tịch cũng không thể trốn tránh được nữa Cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông vẫn đang im lặng đứng ở cửa. "Lục tổng, tôi cực kỳ cảm ơn sự quan tâm chăm sóc của anh trong thời gian qua, còn về phần tiểu bảo, nếu như cần đến tôi lúc nào thì cứ gọi, nhất định tôi sẽ đến ngay lập tức." Nói đến đây, cô lại không biết phải nói gì nữa. Đấu tranh mất một lúc lâu, sau cùng cô cũng vẫn nói ra ba chữ đó. "Tôi đi đây." Nói xong, Ninh Tịch cúi người xuống thật sâu, thể hiện sự tôn trọng và cảm kích sâu sắc của mình, sau đó kéo vali từ từ bước ra phía cửa sau lần tạm biệt này, e rằng sẽ chẳng có mấy cơ hội để gặp lại nhau nữa. Dù sao khoảng cách giữa bọn họ xa đến vậy, hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác nhau, nếu như không phải là do sự cố ngoại ý muốn lần đó của tiểu bảo, chắc chắn cả đời này bọn họ cũng sẽ không gặp nhau. Ninh tịch mang tâm trạng u ám, trầm trọng cất bước đi ra ngoài, khoảnh khắc cô bước đến ngưỡng cửa, trước mắt đột nhiên nhoáng. Lên một cái, lục đình kiêu từ nãy đến giờ vẫn im lặng hút thuốc, chẳng hề có phản ứng gì, cánh tay đang kẹp điếu thuốc đột nhiên dơ ra chắn trước mặt cô, ngăn không cho cô đi tiếp. Lục Tổng, Ninh Tịch hơi sướng ra, không hiểu hành động này của Lục Đình Kiêu có nghĩa là gì. Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch, Ninh Tịch, giả, dạ, Lục Đình Kiêu, gan của em lớn lắm. Hả, Lục Đình Kiêu nói một câu không đầu không đuôi như thế, Ninh Tịch ngẩn ra không hiểu thế là có ý gì. Lục Đình Kiêu hút nốt một hơi rồi quẳng màu thuốc lá đi, nâng mắt lên nhìn cô, nói một câu nhẽ như bấng, em không sợ tôi sẽ nhốt em cả đời trong này sao. Ninh Tịch, bình tĩnh nha boss đại nhân, khoảnh khắc mà anh vừa dứt lời, cô sợ đến mức suýt nữa thì quỳ luôn xuống đất đấy, có biết không, rốt cuộc thì gan cô to chỗ nào cơ chứ. chương 306, hợp hôn môi hơn, chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Rõ ràng lúc nãy là vì nhát gan nên cô mới sợ đến nỗi không dám vào đấy chứ. Lúc này Ninh Tịch cảm giác như bị điểm huyệt, vẫn duy trì tư thế chân nhấc lên nhưng không dám hạ xuống. Cô cẩn thận quan sát vẻ mặt Lục Đình Kiêu, Tiếc là đạo hạnh của đại ma vương cao quá nên cô hoàn toàn không nhìn ra rốt cuộc anh đang đùa hay nghiêm túc thật. Ninh Tịch động động não, sau đó lanh lợi mở miệng, có cái người tên gì ấy nhỉ? À đúng rồi, là Tago. Tago từng nói, nếu như bạn yêu một người, hãy để tình yêu của bạn như ánh nắng mặt trời bao phủ cô ấy và để cô ấy tự do. Lục Đình Kiêu vừa nghe vậy, khóe miệng bất giác nhếch lên vài phần. Ninh Tịch cũng không rõ anh cười cười như vậy là có ý gì, vậy nên cô lại vắt óc suy tính rồi nói tiếp tago còn nói thích thì có thể phóng túng nhưng yêu thì phải khắc chế còn còn nói yêu không phải là cố giữ lại một cách bất chấp hậu quả mà phải cho người ấy một cuộc sống tự do lục đình kiêu vẫn thản nhiên nhìn cô những điều này đều là do tago nói sao khụ đại khái là vậy ninh tịch cười gượng thật ra lúc này đầu cô đang hoàn toàn trống rỗng thật sự không biết những lời này là do ai nói nữa còn nữa không lục đình kiêu hỏi tiếp ninh tịch gật đầu như gà mổ thóc còn ông ấy còn nói giam cầm người khác là phạm pháp cười trên khóe miệng lục đình kiêu dần lộ rõ hơn ngón tay mát lạnh khẽ miết cầm cô vậy ta go có nói cái miệng này của em không hợp nói linh tinh chỉ hợp để hôn thôi không vừa dứt lời anh liền lấp môi cô lại ninh tịch rõ ràng anh mới là người đang nói lung tung đấy ta go còn lâu mới nói những câu như vậy nhé bị giật mình vali trên tay ninh tịch rơi bịch một cái xuống đất sau đó bên tai lại truyền tới một tiếng rầm cửa phòng bị đóng chặt lại ninh tịch bỗng thấy trời đất trở nên quay cuồng rồi cô ngã bụp xuống chiếc giường mềm mại sau lưng cô chỉ thấy Lục Đình Kiêu đứng trước giường, động tác không nhanh cũng không chậm vô cùng tao nhã. Cởi áo khoác ra, Ninh Tịch thấy vậy suýt nữa thì hộc máu, trong lúc hoảng sợ mà cô vẫn lướt qua một tia suy nghĩ đáng chết là động tác cởi áo của boss đại nhân thật mê người quá đi. Ninh Tịch vội lắc đầu xua đi suy nghĩ vớ vẩn ấy, cô vội nói, Lục Tổng, ngài ngài ngài. Ngài tuyệt đối phải bình tĩnh, phạm pháp vì một con kiến hôi như tôi thật sự không đáng đâu. Hay để tôi dạy ngài niệm thanh tâm chú một nhé. Có ích lắm, một thanh tâm chú, bài niệm giúp con người xua tan đi mọi dục vọng. Vừa dứt lời, Lục Đình Kiêu đã cởi xong áo, phủ cả người lên cô. Thấy hơi thở của đàn ông bỗng bao trùm quanh mình, Ninh Tịch bức bách cực độ, cuối cùng cô không nhịn được nữa, "Lục Đình Kiêu, anh đừng có mà quá đáng, đừng ép tôi phải ra tay với anh." Nghe thấy cô giận dữ quát tên mình, gương mặt người đàn ông ngược lại lại hiện lên một tia thỏa mãn. Sau đó, anh hoàn toàn lờ đi lời cảnh cáo của cô, tiếp tục tiến lại gần. Chết tiệt, lão hổ không phát huy còn tưởng là mèo bệnh. Ninh Tịch húc đầu gối lên, nhân lúc Lục Đình Kiêu đang đỡ lấy đòn của cô, cô thoát một tay ra, kết quả sau khi thoát ra xong còn chưa kịp đánh thêm cái nào, cổ tay không kịp phòng bị bất ngờ truyền tới một cảm giác lạnh toát, sau đó, rắc một tiếng, cổ tay cô bị một chiếc còng khóa chặt lại. Chương 307, em chắc thứ này là của tôi chứ? Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Khi Ninh Tịch đang hoàn toàn sững sờ, bên còn lại của còng tay đã bị lục đình kiêu khóa vào chính tay của mình thấy chiếc còng màu hồng ninh tịch nhất thời quên nổi cáu cô căm phẫn nói lục đình kiêu anh quá đáng quá rồi đấy không ngờ anh lại dùng thứ dung tục thế này lục đình kiêu hơi cau mày nói một cách sâu xa em chắc chắn thứ này là của tôi chứ không phải của anh chẳng lẽ là của tôi chắc ninh tịch vừa dứt lời lập tức phát giác có gì đó không đúng cô bi thương phát hiện ra không hiểu tại sao cái còng này càng nhìn càng quen mắt Ưm. Um, sao trông giống cái tôi dùng 9.9 tệ mua trong một cửa hàng tình thú trên tao bao để tẩn giang mục dã thế. Cô cũng không nhớ cô đã vứt cái này vào góc nào, ban nãy lúc đi cũng không nhớ tới còn cái này. Không ngờ, cô lại tự đào hố chôn mình như vậy, đúng là muốn tự bóp chết cho rồi. Giờ còng vào với nhau thế này rồi cô còn chạy đâu được nữa. Lục Đình Kiêu nhìn vẻ mặt tức đến nghẹn vô cùng sinh động của cô, xác định được cô không thể chạy nổi nữa thì băng tuyết trong mắt anh mới tan ra trở nên thật yên tâm, trong lòng vốn dĩ đang căng cứng vì lo lắng giờ cũng bắt đầu buông lỏng, anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, như một con sư tử đang từ từ tận hưởng con mồi của mình. Ninh tịch hết cách rồi, cô chỉ có thể trơ mắt ra nhìn người đàn ông trước mặt. Trong lòng lúc này bỗng nảy ra một ý là dùng đầu cô đập mạnh vào đầu anh khiến cả hai người váng vất luôn. Thấy lục đình kiêu đang dần áp sát lại, chỉ cách khoảng vài cm nữa, Ninh tịch cắn môi lấy tinh thần chuẩn bị đập thì đúng lúc ấy, lục đình kiêu bỗng ngã xuống chiếc gối bên cạnh cô. Ninh tịch nhất thời trợn tròn mắt, cô còn chưa đập mà, sao anh đã ngất rồi? Vì đại ma vương có quá nhiều bẫy, nên ninh tịch hoàn toàn không dám manh động, mãi tới 3 phút sau vẫn không thấy bên cạnh có động tĩnh gì, thậm chí còn truyền tới hơi thở bình ổn. Ninh tịch lúc này mới nghiêng đầu nhìn, không ngờ cô lại thấy lục đình kiêu đang nhắm mắt, ngủ mất rồi, ngủ rồi, cô sợ suýt chết vậy mà anh còn ngủ được là sao? Lúc này ninh tịch mới dám nhìn kỹ mặt anh, chỉ thấy sắt mặt anh tiều tụy, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ mệt mỏi. Xanh sao, một bên mặt và khóe môi hơi sưng đỏ, trông giống như bị ai đó tát một cái. Ai mà dám đánh cả đại ma vương cơ chứ? Chẳng cần phải nghi ngờ, chắc chắn là ba của đại ma vương rồi. Sáng nay, anh đã yêu cầu cô đổ hết mọi trách nhiệm lên anh, không biết sau khi cô rời khỏi, ba anh có làm khó anh không nữa. Ninh tịch lúc này mới phát hiện, anh cũng gầy đi không ít. Nghiệp chướng cứ tiếp tục nằm với lục đình kiêu như vậy đúng là không hay chút nào. Trước mặt người đàn ông này, sức tự chủ của cô đúng là không chịu nổi một kích sở dĩ trước đây cô luôn lảng tránh anh vì sợ sẽ xảy ra tình huống thế này, sợ chính mình không chịu được sẽ mềm lòng. Lúc ninh tịch đang nóng lòng như lửa đốt, bỗng dầm một tiếng, cửa phòng được đẩy ra. Sau đó cô thấy lục cảnh lễ xuất hiện trước cửa, anh, em có chuyện rất gấp cần gặp anh. À, nhị thiếu, cứu mạng, ninh tịch nhân cơ hội cầu cứu. Ngay sau đó, lục cảnh lễ lại đóng dầm cửa lại, biến mất không. Thấy bóng dáng đâu nữa, như thể anh chưa từng xuất hiện ở đây vậy. Trường 308, để cậu ấy ngủ một lát đi. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com Ninh tịch, chẳng phải nói có chuyện gấp sao, 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 lại chạy mất vậy, may mà điện thoại của cô vẫn ở bên cạnh, Ninh tịch vội gọi vào số của lục cảnh lễ. Khốn kiếp, lục cảnh lễ, tiết tháo một của anh đâu hết rồi hả? Bao nhiêu đồ ăn ngon khi ấy đều tống hết vào bụng chó rồi đúng không? Không ngờ anh lại bỏ chạy như vậy, suốt cuộc anh có còn coi tôi là bạn nữa không? Một tiết tháo từ mô tả trí khí cương trực và trong sạch, Ninh Tịch cố đè thấp giọng chửi một tràng, cuối cùng đầu bên kia truyền tới lời phản bác yếu ớt của Lục Cảnh Lễ, không phải đâu. Lúc nào tôi cũng xem cô là chị dâu tôi mà, anh, Ninh Tịch suýt nữa bị anh ta làm tức chết. Tiểu Tịch Tịch, không phải tôi không giúp cô, mà là vì. Thôi bỏ đi, cô gọi điện cho bác sĩ Tần thì biết. Tần Mộc Phong, mối quan hệ giữa vị bác sĩ này với Lục Đình Kiêu khá tốt, cũng xem là người rất hiểu Lục Đình Kiêu, nói không chừng có cách cũng nên, lục cảnh lễ vì không dám đắc tội với ông anh mình nên mới bảo cô tìm Tần Mộc Phong sao?" Ninh Tịch nghĩ một hồi rồi quyết định gọi vào số của Tần Mộc Phong. "Alo, Ninh Tịch à, có chuyện gì vậy?" Tần Mộc Phong tỏ ra khá bất ngờ, không ngờ Ninh Tịch lại gọi điện cho anh ta. Vì chuyện mà bao năm qua bản thân mình không làm được lại bị một người không hề có kinh nghiệm giải quyết ngon ơ, Tần Mộc Phong luôn cảm thấy rất mất mặt, thế nên không nói chuyện nhiều với Ninh Tịch, hai người cũng rất hiếm khi liên hệ với nhau có chuyện này cần anh giúp giờ anh có tiện tới bạch kim đế cùng một chuyến không có chuyện gì sao chuyện chuyện giữa tôi và lục đình kiêu anh có biết không đại khái cũng biết một chút hiện tại tình trạng của lục đình kiêu không được ổn lắm anh có thể tới đây xem cho anh ấy được không cô nói cụ thể hơn một chút đi ninh tịch đỡ chán tình huống này bảo cô sao mà nói được đây cuối cùng ninh tịch vẫn đơn giản nói qua sự việc một lượt chuyện là như vậy giờ tôi đang bị anh ấy còng lại đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi sau đó mới nói, Ninh Tịch, cô cảm thấy cậu ấy liệu có thật sự làm tổn thương cô không? Tôi, cô không hề thấy lo lắng chút nào, nhưng trước mặt Tần Mộc Phong, chắc chắn cô không thể thừa nhận rồi, nên cô nói qua loa vài câu, tôi cũng không biết nữa, nhưng anh ấy nói mấy câu sợ chết đi được. Tần Mộc Phong khẽ thở dài, có một chuyện Lục Đình Kiêu vẫn luôn bắt tôi giấu mọi người. Nhưng Lục Cảnh Lễ lại biết, từ cậu ấy đoán ra. Ninh Tịch cau mày, rốt cuộc là chuyện gì? Từ sau khi cô từ chối Lục Đình Kiêu, cậu ấy liền mắc chứng mất ngủ trầm trọng mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể ngủ được 3 tiếng. Ninh tịch nhất thời thay đổi sắc mặt, sao lại như vậy? Tần Mộc Phong sắp xếp lại ngôn từ một chút, theo kinh nghiệm của tôi, là vì tâm lý chịu áp lực quá lớn. Nói thế này với cô này, bản tính của Lục Đình Kiêu tuyệt đối không hề vô hại như cô thấy đâu, để đạt được mục đích của mình, cậu ấy có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào, duy chỉ có chuyện với cô là ngoại lệ thôi. Vì không muốn làm tổn thương cô, cậu ấy vẫn luôn áp chế bản tính của mình, như một người đang tự chiến đấu với bản thân vậy, để tránh việc khi không tự khống chế được sẽ làm ra chuyện không thể cứu vãn, có thể nghi áp lực của cậu ấy lớn như thế nào, hầu như cậu ấy không dám lơi lỏng dù chỉ một phút. Nói tới đây, Tần Mộc Phong dừng lại một chút, bất kể là bác sĩ hay là bạn bè, tôi có một yêu cầu hơi quá thế này. Ninh Tịch, cô để cậu ấy ngủ thêm một lát nữa đi, cứ tiếp tục như vậy, có làm bằng sắt thép thì cơ thể cũng không chịu nổi. Cô yên tâm, với tình trạng hiện giờ của cậu ấy, căn bản không thể làm gì cô được đâu. Chương 309, cách duy nhất có thể báo đáp anh Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com Tôi biết rồi, Ninh Tịch dập điện thoại, khóe miệng nhếch lên một tia cười khổ. Quả nhiên không nên gọi điện cho bất cứ ai có liên quan tới Lục Đình Kiêu, giờ thì hay rồi, không thể đi đâu được nữa rồi. Như Tần Mộc Phong dự liệu, Lục Đình Kiêu ngủ một giấc rất sâu, anh ngủ từ sáng tới tận tối mịt. Trong lúc đó, Lục Cảnh Lễ có lén tới xem mấy lần, coi như anh ta còn chút lương tâm, mấy lần còn mang đồ ăn cho cô, không để cô đói đến chết. Mãi đến sáng hôm sau, Lục Đình Kiêu mới tỉnh dậy. Ninh Tịch đang ngẩn ngơ suy nghĩ bỗng cảm thấy bên cạnh hơi động động, lúc này cô mới định thần lại, anh tỉnh rồi à. Vì mới ngủ dậy, mắt Lục Đình Kiêu vẫn chưa có tiêu điểm xác định, sau khi nhìn thấy cô, anh mới dần tỉnh táo hơn, nhàn nhạt đáp, sao không đi. Nếu cô thật sự muốn đi, cái còng tay này căn bản không thể làm khó được cô. Ninh Tịch trầm mặc nhìn người đàn ông trước mặt rồi đưa tay tháo chiếc cặp tăm trên tóc xuống, cạch một tiếng, còng được mở ra. Ánh mắt anh thức thì tối lại, một giây sau, lại đầy khiếp sợ, bởi vì, Ninh Tịch cởi áo khoác ra, sau đó cởi từng chiếc cúc trên áo. Lúc cởi tới chiếc cúc thứ ba, Lục Đình Kiêu giữ chặt tay cô lại, ngăn không cho cô tiếp tục nữa. Ninh Tịch lẳng lặng nhìn anh, Lục Đình Kiêu, tôi không biết tôi đã nói với anh chưa, nhưng thứ mà con người tôi không thể chịu được nhất chính là người khác đối xử quá tốt với tôi, tôi sợ nhất cũng là nợ nhân tình người khác. Đây là cách duy nhất mà tôi có thể báo đáp anh. Sắc mặt Lục Đình Kiêu tức khắc trở nên khó coi vô cùng, em nghĩ rằng tôi muốn ở bên em chỉ vì điều này. Ninh tịch, tôi, phải, Lục Đình Kiêu muốn loại phụ nữ nào mà không có, hơn nữa ai cũng đều trong sạch, cô thì có là gì? Lục Đình Kiêu, tuy, quả thật tôi đúng là vì điều này, Ninh tịch xứng người, hả? Nhưng, em tưởng một lần là đủ rồi chắc, thứ tôi muốn là cả đời. Chết tiệt, đại ma vương lại bắt đầu dở trò tán gái rồi. Nghe tới đây, Ninh tịch có dũng mãnh thế nào cũng phải đỏ mặt. Trong mắt Lục Đình Kiêu không hề có chút tạp niệm nào, chỉ có dịu dàng, anh cẩn thận cài lại từng nút áo cho cô, Ninh tịch, trả lời tôi một câu hỏi thôi, rồi em có thể đi. Ninh Tịch, câu gì? Lục Đình Kiêu, người em thích, là ai? Nghe thấy câu hỏi này, Ninh Tịch nhất thời lộ ra vẻ mặt khó xử. Nếu như đặt trong tình cảnh ngày hôm nay, người hợp tình hợp lý nhất chính là Giang Mục Giã, nhưng trước đây cô luôn lo lắng Lục Đình Kiêu sẽ làm gì đó với Giang Mục Giã, may mà anh không làm gì cả. Ninh Tịch cố động não, nếu giờ cô nói thẳng với anh người cô thích chính là Giang Mục Giã, lỡ mà Lục Đình Kiêu không khống chế được. Giang Mục Giã chẳng phải sẽ rất thảm sao dù cho giang mục giã có là cháu trai của đại ma vương đi nữa sợ cũng không hâu nổi một lần bạo kích của đại ma vương đâu thế nên rốt cuộc thì nên nói ai đây lúc lúc này trong đầu cô bỗng vụt lên một người vậy nên ninh tịch trần trừ một hồi sắp xếp lại câu từ rồi mới mở miệng nói thật ra người này trước đây tôi từng nhắc tới với anh rồi chính là bạn trai cô cuối cùng của tôi người mà tôi chỉ hẹn hò có một ngày thôi ấy trước đây tôi có nói tuy tôi thích anh ấy nhưng lại không thể ở bên anh ấy được chính là vì thân phận của anh ấy quá nguy hiểm Tôi ở bên cạnh anh ấy sẽ làm liên lụy tới anh ấy." Trong mắt Lục Đình Kiêu nheo lại, quả nhiên là tên đó, YS. Anh cũng biết đấy, thân phận của anh ấy rất đặc biệt, vậy nên rất xin lỗi, tôi không thể nói cho anh biết quá nhiều về anh ấy được." Ninh Tịch nói xong, vô cùng lo lắng chờ đợi phản ứng của Lục Đình Kiêu. Chương 310, quả nhiên làm chuyện xấu rồi. Chuyện được thực hiện bởi kênh an audio và website obookaudio.com. Sốt ruột đợi cả nửa ngày, Lục Đình Kiêu chỉ nói một câu. Ninh Tịch khẩu vị của con người rồi cũng sẽ thay đổi ninh tịch hả ý anh là gì chuyện này thì có liên quan gì tới khẩu vị chứ lục đình kiêu một ngày nào đó em sẽ phát hiện cải xanh ăn ngon hơn củ cải nhiều ninh tịch có thể đừng nói những thứ khiến người ta dễ tưởng tượng vậy không lục đình kiêu đưa tay xoa cái đầu đang ngẩn ra của cô đi đi người mới ngủ dậy thường ăn sẽ thấy ngon miệng hơn nữa vừa rồi còn bị cô tấn công bất ngờ như thế có thể nhẫn được tới giờ cũng đã là cực hạn rồi ninh tịch nghe vậy giật mình nhanh chóng bỏ xuống giường đang định đi lục đình kiêu ở phía sau lại gọi giật cô lại đợi đã ờ còn chuyện gì sao ninh tịch cứng nhắc quay lại mang hết đồ của em đi đi lục đình kiêu nói mang hết rồi mà ninh tịch không hiểu lục đình kiêu nhìn mấy tủ quần áo lớn trước mặt nhắc nhở quần áo ninh tịch khó xử những thứ này thì thôi không cần đâu quý lắm những hãng quần áo này không phải là những hãng đắt đỏ gì nhưng vấn đề ở chỗ là cô hoàn toàn không biết thậm chí còn chưa nghe thấy bao giờ chính vì không biết nên mới cảm thấy đáng sợ là hãng của bạn tôi, không bán được nên tặng tôi, không đáng giá gì đâu, nếu em không cần nữa tôi sẽ bảo chú viên vứt đi. Lục Đình Kiêu nói, Ninh Tịch đau hết cả cơ mặt, vứt đi thì tiếc lắm. Với cả đây cũng là tâm ý của bạn anh mà, thật ra những bộ quần áo này cũng rất đẹp, bạn anh khéo thật đấy, sau này nhất định sẽ nổi tiếng, mấy bộ quần áo này tới lúc đó cũng hot theo cho mà xem. Kể cả anh không dùng đến, cũng có thể để lại tặng cho bạn gái anh sau này hay gì đó mà. Lục Đình Kiêu liếc nhìn cô, "Em nghĩ tôi sẽ tặng lại đống quần áo đã tặng người khác còn bị người ta nhét tủ không dùng cho bạn gái sau này của tôi sao?" "À, nhiều thế tôi cũng không mang đi hết được, căn hộ công ty cấp cũng không có đủ chỗ để ấy." "Mấy thứ này em không cần lo, tôi sẽ bảo người đem qua." Ninh Tịch lúc này chỉ muốn đi thật nhanh nên cũng chỉ có thể đồng. "Nhanh chóng, vậy được, cảm ơn Lục tổng, tạm biệt." Cuối cùng cũng ra được khỏi biệt thự rồi, Ninh Tịch vừa mới thở phào một cái, điện thoại liền vang lên cô còn tưởng đoàn làm phim gọi tới dục kết quả vừa nhìn lên màn hình hiển thì cô đã sợ đến nỗi suýt nữa thì ném cả điện thoại đi trên màn hình điện thoại đang chạy hai chữ ys vì vừa mới lợi dụng tên này nên hắn gọi đến đòi nợ đúng không ninh tịch khó tránh khỏi chột dạ cô mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được sau khi chắc chắn giọng điệu không để lộ ra sơ hở gì cô mới nghe điện alo làm chuyện xấu rồi à đầu dây bên kia truyền tới âm thanh khàn khàn ninh tịch chật quả nhiên là làm chuyện xấu rồi lần này lại là giọng điệu chắc nịch Ninh Tịch thật muốn đập đầu xuống đất, sao tên này lại đoán ra được vậy? Từ đầu tới cuối rõ ràng cô chỉ nói có mỗi một chữ alo thôi mà. "Hani à, tôi thật sự đã xem nhẹ lá gan của em rồi." Người đàn ông kia nói với giọng điệu nguy hiểm, "Ninh Tịch, sao lại một tên nữa nói cô to gan thế này? Xem ra nếu tôi còn không trở lại, dám chắc em sẽ cho tôi đội mũ xanh thật mất." Ninh Tịch cuối cùng không thèm nhịn nữa, "Tôi đội mũ xanh cho anh lúc nào hả?" "À mà không đúng, tôi với anh chẳng có quan hệ quái gì với nhau hết." sao tôi có thể đội mũ xanh cho anh được? Ha, Lục Đình Kiêu đúng không? Đột nhiên nghe được tên Lục Đình Kiêu từ trong miệng người đàn ông này, sắc mặt ninh tịch nhất thời lạnh ngắt, anh dám động đến anh ấy thì không xong với tôi đâu. chương 311, Cô yêu anh ta. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ha, Lục Đình Kiêu phải không? Đột nhiên nghe được tên Lục Đình Kiêu từ trong miệng người đàn ông đó, sắc mặt ninh tịch nhất thời lạnh ngắt, anh dám động đến anh ấy thì không xong với tôi đâu em không lo thằng đó đụng đến anh, anh ấy sẽ không, ít nhất Ninh Tịch vẫn còn có chút tin tưởng với Lục Đình Kiêu, nhưng cái gã đang nói chuyện với cô lúc này lại là một tên nắng mưa thất thương, cô không dám xác định chắc chắn bất cứ cái gì. Chưa kể Lục Đình Kiêu còn không biết tên này là ai có được không. Chật, đúng là phí công nuôi bạch nhãn lang mà, giọng điệu của người đàn ông có vẻ như không để ý cái gì, nhưng trên thực tế Ninh Tịch biết hắn ta đang nổi giận thực sự. Ninh Tịch ổn định lại tâm tình, sau đó mở miệng, thứ nhất, tôi không có bất cứ quan hệ nào với anh, thứ hai, tôi với Lục Đình Kiêu cũng không có bất kỳ quan hệ gì, tôi đã nói từ lâu là tôi sẽ không đến với bất cứ người nào. Đa Linh, điểm mấu chốt là em thích thắng đó. Tôi, rõ ràng cách xa đến hơn ngàn dặm mà sao cái quái gì cũng biết. Bạch Kim Đế Cung, sau khi ninh tịch đi một lúc lâu, Lục Cảnh Lễ mới dám lén lút đến gần, dè dặt bám vào khung cửa xin chỉ thị, anh hai, anh ngủ no chưa? Tâm tình bây giờ thế nào? Em có thể báo cáo công việc với anh sao? Nói, không biết có phải do đang nằm trên giường của Ninh Tịch hay không, mà vẻ mặt của Lục Đình Kiêu khá ôn hòa, chẳng qua hình như đang suy nghĩ, mà không biết là nghĩ cái gì. Gần đây người của chúng ta ở các chi nhánh có tra được chút đầu mối, là từ ngoài biên giới, làm sao đây? Dẫn xà xuất động, Ninh Tịch kéo vali về châu Giang đế cảnh, vừa bỏ đồ xuống chuẩn bị đến phim trường thì tiếng chuông cửa vang lên. Quản gia cùng Loan Loan đang cung kính đứng trước cửa, phía sau còn một hàng người giúp việc, mỗi người đều cẩn thận bê một bộ quần áo. Tịch tiểu thư, chúng tôi tới đưa đồ, thái độ của viên quản gia rất kính cẩn, rõ ràng vừa mới gài bẫy cô xong mà trên mặt ông vẫn y như chưa có gì xảy ra quả nhiên là gừng càng già càng cay loan loan thì vẫn còn đang cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt cô ninh tịch cũng không muốn làm khó loan loan bèn ném chìa khóa dự bị cho bọn họ rồi nói thẳng mọi người muốn để thế nào thì để tôi không có thời gian đi trước đây dạ thưa tịch tiểu thư sau khi ninh tịch rời đi đoàn người nối đuôi nhau đi vào phòng quần áo của ninh tịch vốn đã được cô xếp đầy sau khi cô tới căn bản là không thể để thêm nhiều quần áo như vậy được. Loan Loan đi tới cạnh bàn trang điểm, xoay nhẹ một giá cắm nến dùng để trang trí đặt trên đó. Một giây kế tiếp, đi kèm theo những tiếng cạch 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 là mặt tường phía đối diện đột một kéo ra hai bên, lộ ra một căn phòng bí mật. Căn phòng bí mật đó là một phòng quần áo cực lớn. Quản gia dẫn theo đám người giúp việc sắp xếp những bộ quần áo trên tay vào đâu ra đấy, từng chiếc túi sách hay phụ kiện đi kèm cũng được xếp vào. Phim trường, sau khi đến đoàn làm phim, việc trước tiên là ninh tịch chạy đi nói xin lỗi với đạo diễn đầu tiên là tới trễ sau đó lại xin nghỉ nửa ngày nhưng lại nghỉ luôn thành cả ngày đối với một người coi trọng mức độ chuyên nghiệp như ninh tịch mà nói thì đây là một lỗi lầm không thể tha thứ may mà bình thường ninh tịch biểu hiện cũng khá tốt quách khải thắng không hề tức giận chút nào ngược lại còn an ủi cô ninh tịch cô chính là bị căng thẳng thần kinh đấy chuyên nghiệp tất nhiên là tốt nhưng cũng không cần tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân thỉnh thoảng có việc gấp cũng là chuyện bình thường bộ phim này cũng sắp quay xong tiến độ lại đi trước rất nhiều nên không cần lo lắng như thế, thế này đi sáng ngày kia cho cô nghỉ hai ngày, cứ nghỉ ngơi đi dạo ngắm phố phường một chút cho thư giãn đi. Cảm ơn đạo diễn, Ninh Tịch thở phào nhẹ nhõm, lấy trạng thái bây giờ của cô thì quả thật cần điều chỉnh một chút. Sau khi quay phim xong, vì đạo diễn đã cho cô hai ngày nghỉ nên Ninh Tịch không ở lại khách sạn mà dự định về căn hộ ở hai ngày. Nhưng vừa mới rời đi, thì đột nhiên có một nữ diễn viên gọi cô lại, Ninh Tịch Ninh Tịch, tối nay tuyết là có mở party ở căn hộ của cô ấy đấy, cùng đi nhé. Nghe nói nhà cô ấy đẹp cực kỳ, nhất là phòng quần áo ý, cực kỳ xa hoa luôn, bên trong toàn là hàng hiệu sách tay phiên bản giới hạn đấy, là mơ ước của mỗi người phụ nữ luôn, lần trước còn được lên tạp chí đấy. Cuối cùng cũng có cơ hội chính mắt nhìn một chút, chương 312, mơ ước của mỗi người phụ nữ. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com Về chuyện phòng quần áo của Ninh Tuyết Lạc thì Ninh thì cũng nghe thấy không ít người nhắc tới, nghe đồn là cất chứa rất nhiều những bộ đồ không còn sản xuất nữa bản thân ninh tịch đối với những món hàng hiệu xa xỉ như vậy thì lại không có cảm giác gì cô dùng đồ hiệu cũng chỉ để dung nhập vào cái giới giải trí này mà thôi thật ra thì so với những mẫu hàng hiệu thiết kế chẳng ra sao thì ninh tịch thích những những tác phẩm đầy sáng tạo của những người tài năng hơn như những bộ đồ của bạn lục đình kiêu thiết kế ấy nhìn vào cảm giác còn đẹp hơn so với những món hàng hiệu đắt tiền kia cô rất thích chúng nhớ lúc ấy cô chỉ thuận miệng nói một câu nhãn hiệu này nhìn thật đẹp thế là ngày hôm sau tủ quần áo đều là nhãn hiệu này ninh tịch đi không Tuyết Lạc mời tất cả mọi người trong đoàn làm phim đấy. Để tôi đi thông báo cho mọi người cùng tới." Ninh Tịch cười một tiếng, "Từ chối, xin lỗi, hôm nay tôi quả thực có chút mệt nên muốn về nghỉ sớm, mọi người cứ chơi vui vẻ đi." Nữ diễn viên đang đắm chìm trong cảm giác hưng phấn bấy giờ mới đột nhiên nhớ lại mâu thuẫn giữa Ninh Tịch và Ninh Tuyết Lạc, thế nên cô ta không miễn cưỡng nữa, "Được rồi, vậy cô mau về nghỉ ngơi đi." Sau khi về căn hộ, Ninh Tịch vừa ngã xuống giường đã lập tức ngủ. Hôm qua ở chỗ Lục Đình Kiêu cô cơ hồ không ngủ chút nào ban ngày thì vẫn phải đóng phim, nên lúc này đã sớm chịu không nổi. Cùng lúc đó, trong căn hộ dưới lầu của Ninh Tuyết Lạc, náo nhiệt chỉ mới bắt đầu. Khoảng thời gian này vì vãn hồi nhân khí của bản thân cùng với những mối quan hệ mà Ninh Tuyết Lạc tốn không ít công phu, thậm chí lần này còn cố ý mời tất cả các diễn viên trong đoàn làm phim đến chơi. Căn hộ của Ninh Tuyết Lạc là căn có diện tích lớn nhất trong tất cả các căn hộ của Châu Giang Đế Cảnh, cô ta tách riêng một nửa diện tích ra làm phòng quần áo, bên trong chất đầy hàng hiệu, quả thật là mơ ước của mỗi người phụ nữ. Lần này tới đa phần là các nữ diễn viên, tất nhiên cái họ thấy hứng thú nhất chính là quần áo và túi sách, vì vậy sau khi mọi người tới thì chuyện thứ nhất là hưng phấn yêu cầu đi chiêm ngưỡng phòng quần áo. Tuyết Lạc, phòng quần áo của cô ở đâu, mau dẫn chúng tôi đi nhìn một chút. Đúng thế đúng thế, nghe nói là có cực nhiều những mẫu limited không có ở trên thị trường nữa, giá cả cũng lên đến tận trời. Nhất định phải xem nha, tới nhà Tuyết Lạc mà không thăm phòng quần áo thì đúng là đi cũng như không nghe mọi người tâng bốc mà vẻ mặt ninh tuyết lạc vẫn sửng dưng là do mấy tạp chí lá cải kia viết phóng đại quá thôi thật ra cũng chẳng có gì cái gì mà tạp chí lá cải chứ đó chính là tạp chí có lượng tiêu thụ cao nhất phong thương đấy đúng vậy đúng vậy tuyết lạc cũng đừng giấu giếm nữa mà vẻ mặt ninh tuyết lạc bất đắc dĩ ra vẻ chỉ có thể thỏa hiệp mấy người nha đến lúc đó đừng thất vọng là được nói xong rồi dẫn bọn họ đi về phía phòng quần áo cuối hành lang ninh tuyết lạc kéo ra một cánh cửa chính là đây cửa phòng bị đẩy ra, trong nháy mắt tất cả mọi người đều sợ hãi than lên. Sanen, Hermes, Donna Karan, Prada, Guess, tất cả đều là hàng limited. Trời à, tôi cảm giác như vừa tới thiên đường, tôi không không rời mắt được, thật hâm mộ, tuyết Lạc thật hạnh phúc quá. Nghe nói mấy món này đều do bạn trai cô thu thập từ khắp thế giới cho cô. Ninh Tuyết Lạc nhìn vẻ hâm mộ và ghen tị trên mặt nhưng cô gái kia, cả người dường như tỏa ra hào quang, khôi phục lại cái cảm giác cao cao tại thượng hơn người, cô ta vừa khiêm tốn nói cũng không phải cố ý thu thập mấy thứ này chỉ là bất chi bất giác lại có nhiều như thế thôi đi thăm phòng quần áo xong mọi người bắt đầu mở party chỉ có điều mọi người vẫn lưu luyến căn phòng trang phục kia mọi đề tài đều xoay quanh nó chơi đến gần cuối tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn không ít người nhìn rõ tài lực của ninh tuyết lạc xong thì bắt đầu nịnh hót cô ta lúc này nữ diễn viên đóng vai thục phi phương nhã đột nhiên nói một câu ý hôm nay ninh tịch không tới à tôi có hỏi rồi cô ấy nói là quá mệt nên muốn về nghỉ ngơi sớm một chút có người trả lời nhắc đến đấy tôi nghe nói thịnh thế sắp xếp chỗ ở cho ninh tịch cũng ở châu giang đế cảnh thì phải hình như là ngay ở tầng trên nếu không chúng ta qua tìm cô ấy chơi đi phương nhã đề nghị ninh tuyết lạc nghe vậy thì mừng thầm đi qua chỗ cô ta rồi mới qua chỗ ninh tịch thì mọi người sẽ biết cái chỗ của ninh tịch rách nát đến thế nào nhưng trên mặt ninh tuyết lạc vẫn tỏ vẻ ngần ngại nhưng mà chúng ta nhiều người như thế có thích hợp không đúng vậy căn hộ của Ninh Tịch làm sao rộng như tuyết lạc được. Có người vì lấy lòng Ninh Tuyết Lạc mà cố ý nói như vậy. Phương Nhã tất nhiên nhìn ra Ninh Tuyết Lạc mong cho bọn họ đi, vì vậy liền đứng dậy gọi mọi người, đi 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 đi. Dù sao cũng ở ngay tầng trên thôi, không qua chào hỏi thì thất lễ quá. mười 313, phiền toái tự tìm tới cửa. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com Lúc tiếng chuông của vang lên, Ninh Tịch vẫn đang ngủ say mơ mơ màng màng mở di động lên thì thấy cũng sắp 12 giờ đêm. Lúc này ai sẽ chạy tới tìm cô chứ? Không phải là có chuyện gấp đi, Ninh Tịch chỉ có thể vội vàng chạy ra mở cửa. Kết quả vừa mới đẩy cửa ra liền sừng sốt, ngoài cửa là một đám mười mấy người, tất cả đều là diễn viên của đoàn làm phim. Đi đầu là Ninh Tuyết Lạc, đang thân mật khoác tay cô ta là nữ diễn viên đóng vai thục phi phương nhã. Ninh Tịch vừa mới tỉnh ngủ, sừng sốt vài giây mới nhớ ra lúc quay xong hôm nay có người nói Ninh Tuyết Lạc mở party tại nhà cho nên những người này không đi chỗ ninh tuyết lạc mà chạy tới nhà cô làm cái gì bấy giờ ninh tuyết lạc mới ra vẻ có lỗi mà mở miệng nói ninh tịch cô đang ngủ sao thật xin lỗi vì đã đánh thức cô chúng tôi không ngờ cô ngủ sớm như vậy tối nay mọi người mở party nhưng cô lại không tới các chị em đều rất nhớ cô lại đúng lúc nhớ ra cô ở ngay tầng trên nên tất cả mọi người cùng đến chào hỏi một chút không đợi ninh tịch trả lời phương nhã đã cướp lời tuyết lạc ninh tịch chắc chắn không ngại rồi đúng không ninh tịch mọi người mau vào thôi đứng ở cửa không hay đâu, chưa nói xong đã dẫn đầu đi vào, mọi người phía sau cũng rối rít. Vào theo, Ninh Tịch đứng ở cửa, khóe miệng co giật, người cũng đã vào rồi, còn hỏi cô làm cái gì. Phương Nhã này chính là một ngọn cỏ đầu tường, gió chiều nào thì xuôi chiều đó, lúc trước cô ta thấy cô ký hợp đồng với thịnh thế thì đã từng nhiều lần nịnh hót cô, Ninh Tịch cảm thấy cô ta tâm thuật bất chính một nên chưa từng phản ứng lại. Một tâm thuật bất chính, có ý nghĩ, mưu đồ xấu xa. Nhìn bộ dạng bây giờ có vẻ như cô ta lại bám vào Ninh Tuyết Lạc rồi. Sau khi vào nhà, Phương Nhã lập tức khơi mào oán trách một câu, ôi, Ninh Tịch à, sao phòng của cô lại nhỏ như vậy? Chúng tôi còn chả có chỗ đặt chân đây, căn nhà này của Ninh Tịch thực ra không hề nhỏ, là căn nhà có diện tích thích hợp nhất, nhưng cả đống người thế này tiến vào phòng khách to mấy cũng bị chen đầy, không gian trở thành chật hẹp vô cùng. Vừa mới dứt lời, Phương Nhã lại không thèm đợi chủ nhân đồng ý mà đi thẳng vào phòng quần áo, cô ta vừa đẩy cửa ra. Đã lập tức tỏ vẻ khiếp sợ, Ninh Tịch, đây là phòng quần áo của cô sao? Cũng quá nhỏ rồi. Phương Nhã mở lời, những người muốn lấy lòng Ninh Tuyết Lạc khác cũng dối giết phụ họa. Đúng vậy, thật nhỏ quá. Phòng khách hay phòng ngủ thôi thì không nói, chúng ta làm nghệ sĩ thì quan trọng nhất là phòng quần áo đấy, nhỏ thế này chắc chắn không đủ dùng rồi. Tôi còn tưởng thịnh thế thổ hào như nào, hóa ra cũng chỉ bình thường thôi. Ai các cô không thể nói vậy đâu, cho rằng ai cũng có thể như Tuyết Lạc sao. Ninh Tuyết Lạc đứng một bên, thỏa mãn nhìn mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ Ninh Tịch, rồi mới giả vờ thân thiện mà giải vây, phòng của Ninh Tịch có view rất đẹp, view đẹp thì có ích lợi gì, chúng ta cũng không ở nhà nhiều. Phương Nhã vừa nói vừa đem quần áo của Ninh Tịch lật tới lật lui, sau đó vẻ mặt đồng tình nói. Trời ơi, ngay cả một bộ đồ da hồn cũng không có, này là mẫu thiết kế từ năm ngoái của Sanen đúng không, còn cái của Prada này cũng quá lỗi thời rồi. Ninh Tịch, không phải nói cho cô chứ cô cũng quá sơ sài mấy cái này rồi, diễn xuất giỏi thì thế nào, ở trong giới này thì quan trọng nhất vẫn là cái ví thôi. Ninh Tịch đứng ở cửa phòng quần áo hồi lâu, cuối cùng cũng biết rõ tối nay những người này chạy đến đây làm cái gì. Hóa ra là vì cười nhạo cô mà tới. chương 314, Váy Giả Hội Hoa Lệ. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Tiểu Nhã nói rất có lý, tôi có thể không ăn cơm nhưng nhất định phải mua quần áo. Bởi vì nó quá quan trọng, nhỡ đầu bị người ta chụp lại hình tôi mặc đồ năm ngoái thì xấu hổ chết mất. Tôi nói này, nghe có người phụ họa, Phương Nhã đắc ý vênh mặt lên, sau đó cố ý nói với Ninh Tuyết Lạc, Tuyết Lạc à, chỉ có nhiều quần áo như thế rồi, sao không cho Ninh Tịch mấy bộ đi? Lấy bừa vài món cũng chắc chắn hơn mấy thứ này. Ninh Tịch nghe thế thì đen mặt, không cần. Ai ui Ninh Tịch à, cô đừng từ chối chứ, đều chung một đoàn làm phim thì nên giúp nhau một chút mới phải, chả lẽ cô vẫn để ý hiểu lầm với Tuyết Lạc sao? Lúc nãy Tuyết Lạc đã nói với chúng tôi là cô ấy đã không để bụng chuyện đó rồi. Nghe Phương Nhã nói mấy câu vớ vẩn đó, Ninh Tịch thật không biết nói gì hơn, cùng một con ngu tranh luận đúng là một chuyện cực kỳ đau khổ. Thấy Ninh Tịch không nói lời nào, Phương Nhã càng đắc ý, đúng lúc Tiểu Vi vẫn còn ở dưới lầu, chị Tuyết Lạc mau bảo cô ấy đưa lên đi. Được, Ninh Tuyết Lạc gật đầu lấy di động ra gọi điện ngay tại chỗ. Không tới 3 phút sau, trợ lý Tiểu Vi đã ôm một đống quần áo thở hồng hộc chạy tới, chị Tuyết Lạc, quần áo chị muốn đã cầm tới. Ninh Tuyết Lạc hài lòng nhìn những món đồ kia, tỏ vẻ ân cần nói, Ninh Tịch, cô hãy nhận đi, coi như là chút tâm ý của tôi, cũng không tính là quá đẹp nhưng dẫu sao cũng là những mẫu mới nhất năm nay. Phương Nhã vừa nghe đã trợn tròn hai mắt, kích động nói cái gì mà cũng không tính là quá đẹp chứ? Những bộ này ít nhất cũng phải mấy chục ngàn, cát xê cả bộ phim của Ninh Tịch cũng chỉ mua được một bộ thôi đấy. đúng vậy đó, những bộ này quá đắt tiền rồi. Chị Tuyết Lạc cũng hào phóng quá đi, Ninh Tịch nhận đi, đừng cố gắng từ chối làm gì. Ninh Tịch nhéo nghi tâm một cái, sự nhẫn nãi đã gần hết, cô chỉ muốn về nhà đánh một giấc thật ngon cho lại sức thôi. Ai mà ngờ Ninh Tuyết Lạc lại mang theo một đám não tàn vây công, biết trước thì đã ở lại khách sạn cho rồi ninh tịch đừng khách khí nữa để tôi giúp cô xếp vào tủ treo đồ đi quần áo đắt thế này không thể bị bẩn được phương nhã vừa nói vừa không thèm để ý đến sự riêng tư của ninh tịch trực tiếp kéo tủ quần áo ra cô ta đang muốn đem những bộ quần áo kia xếp vào nhưng một giây kế tiếp đã ngẩn cả người ra tất cả mọi người sau lưng cũng thế trong tủ đồ lẳng lặng treo một chiếc váy dạ hội cả chiếc váy giống như bắc cực quang vậy huyền ảo mơ mộng trên váy khảm đầy những viên đá quý như thiên hà trong vũ trụ nhất là viên hồng ngọc cực lớn khảm ngay giữa cổ áo kia Hào quang chói mắt đến độ có thể làm mù mắt người ta, thậm chí cả Ninh Tịch cũng ngây người. Đây chẳng phải là chiếc váy thuộc nhãn hiệu mà Lục Đình Kiêu đưa cho cô trước kia sao? Lúc trước khi đi, Ninh Tịch để quản gia với Loan Loan đem quần áo vào rồi cũng không để ý. Lúc nãy còn thắc mắc nhiều quần áo như thế bọn họ để đâu hết, không ngờ trong tủ lại xuất hiện bộ váy cô thích nhất kia. Chả lẽ đám người Loan Loan thấy chỗ này của cô không chứa được nhiều như vậy nên chỉ để lại bộ cô thích nhất? Ninh Tịch càng nghĩ càng thấy có khả năng. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của mọi người mà Ninh Tịch cũng không bất ngờ, lần đầu tiên cô thấy chiếc váy này cũng thấy nó đẹp đến phát khóc, còn tưởng giá của nó trên trời cỡ nào. Sau đó Lục Đình Kiêu mất hơn nửa ngày giải thích thì cô mới biết, chẳng qua đây chỉ là hàng nhái, những viên ngọc phía trên cũng đều là hàng rẻ tiền, nhưng mà dù như vậy cô cũng thấy nó quá đẹp. chương 315, hàng vỉa hè giá rẻ. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Qua thật lâu mọi người mới hoàn hồn lại, Phương Nhã ôm mấy bộ quần áo, ngơ ngác giữ nguyên tư thế mở tủ, vẻ mặt kinh ngạc lẩm bẩm, làm sao có thể? Cái này không thể nào, những người khác cũng chố mắt nhìn nhau đầy nghi ngờ, lừa đảo. Đừng có lừa người chứ, sao Ninh Tịch lại có loại quần áo ở cấp độ này? Đùa gì chứ, loại quần áo này vừa nhìn đã biết đắt chết đi được, trên trăm vạn cũng có khả năng ý. Thật là đẹp, nếu có thể mặc một lần thì đúng là chết không hối tiếc. Có cô gái không kìm lòng được lên tiếng, lúc này đột nhiên Phương Nhã kéo bộ váy kia xuống, chê bai nói, hừm, mới nhìn qua thì đúng là đẹp nhưng nhìn kỹ một chút mọi người không cảm thấy quá tục tằng hay sao nữ diễn viên lúc trước mời ninh tịch lẩm bẩm một câu không thể nào nhìn nó quả thực rất xịn mà tao bao có bán loại quần áo như này không phương nhã liếc mắt nhìn cô gái kia một cái ngay sau đó nhìn về phía ninh tuyết lạc cố ý hỏi chị tuyết lạc chị có nhận ra bộ này thuộc nhãn hiệu nào sao ninh tuyết lạc làm ra vẻ trầm ngâm sau đó lắc đầu một cái chưa từng thấy qua hình như không có nhãn hiệu nào có phong cách như này Phương Nhã nghe vậy lập tức đắc ý, mấy món đắt tiền hay đồ limit từ chỉ tuyết lạc đều rõ như lòng bàn tay, hơn nữa đều có sở hữu cả, ngay cả chị ấy cũng không nhìn ra thì đây chả phải hàng vỉa hè rẻ tiền thì là hàng gì. Những người khác để tỏ lòng cũng dối rít phụ họa lời của Phương Nhã, nhìn cái họa tiết này đúng là không ổn, đá quý được gắn lên cũng nhìn như hàng rẻ tiền. Nhất định là dùng thủy tinh rồi, Phương Nhã khinh bị nhìn về phía ninh tịch, ninh tịch, mặc đồ lỗi thời thôi cũng được, dẫu sao cũng là hàng hiệu, cơ mà ngay cả cái loại hàng vỉa hè này mà cô cũng mặc tôi dám cá bộ váy này không đến 200 tệ. Phương Nhã nói xong, liền tiện tay ném thẳng xuống đất. Thấy bộ váy bị ném xuống đất, sắc mặt ninh tịch trong nháy mắt lạnh xuống. Những bộ đồ khác bị Phương Nhã lật tới lật lui thì ninh tịch đều có thể làm ngơ, mặc kệ cho cô ta làm trò. Nhưng bộ váy này là do Lục Đình kêu tặng cho cô. Ninh tịch lập tức đi tới, không người nhặt bộ váy lên, cẩn thận phủi sạch một cái sau đó dùng ánh mắt như dao băng quét về phía Phương Nhã. Phương Nhã cũng không biết tại sao chỉ một ánh mắt thôi, mà lại khiến cô ta rét run, giống như bị thứ gì đó đáng sợ để mắt tới vậy. Cô ta lảo đảo lui về sau một bước, ngay sau đó cười nhạo nói, Ninh Tịch, cô đừng khoa trương như vậy có được hay không, chỉ một món đồ vỉa hè 200 tệ mà cô cũng phải làm vậy sao? Nhìn Ninh Tịch rốt cuộc cũng biến sắc, Ninh Tuyết Lạc khôi phục lại sự sung sướng, giả vờ giận Phương Nhã, Tiểu Nhã, em đừng nói như vậy, bộ váy này nhìn thật đẹp, chắc chắn Ninh Tịch rất thích, cô ấy như vậy cũng khó trách nhiều hàng hiệu như vậy không thích, mà lại đi thích cái loại rác rưởi như này. Cô ta nghèo đến phát điên rồi sao, trình độ thưởng thức cũng không thể lâu như thế chứ. Nhận ra Ninh Tuyết là thân cận với mình, Phương Nhã lại càng không sợ hãi, lời nói ra miệng gần như chả kiêng kỵ chút nào. Ngay tại lúc này, trong đám người đột nhiên có người đi nhanh đến cạnh Ninh Tịch đợi đã. Sao càng nhìn tôi càng thấy bộ đồ này quen mắt, người nói chính là nữ diễn viên thay thế vị trí nữ ba của giả thanh thanh quan tiểu thất, cô gái này cũng coi như là cùng một công ty với Ninh Tịch cô cũng chỉ gặp qua một hai lần, không tính là quen biết. mười 316, phân biệt thật giả. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Sau khi nói xong, quan tiểu thất bước tới tỉ mỉ quan sát bộ quần áo kia. Phương Nhã thấy vậy thì lập tức coi thường, một bộ váy rác rưởi thôi, có gì mà nhìn. Quan tiểu thất không phản ứng lại Phương Nhã mà nhìn nhìn một lúc lâu, lại chính mắt thấy nhìn thấy tên nhãn hiệu cực kỳ đơn giản lại khiêm tốn cưa thì quan tiểu thất mới trịnh trọng ngẩng đầu nói với Ninh Tịch, nếu tôi nhìn không nhầm thì đây bộ đồ của nhà thiết kế Gabriel Elvis, năm đó ảnh hậu Joshua Larson tại buổi tiệc sau lễ trao giải Oscar một mặc một bộ váy do ông ấy thiết kế mà lập tức nổi tiếng. Sau này cả giới giải trí đều lấy chuyện có được một bộ của Elvis thiết kế làm tự hào. Chiếc này của Ninh Tịch hẳn là chiếc Elvis quyên góp trong một buổi đấu giá từ thiện 5 năm trước, là tác phẩm đắc ý nhất cả đời của ông ấy, lúc ấy cái giá đã lên tận trời rồi. Ninh Tịch, tôi nói không sai chứ. Một sau lễ trao giải Oscar có một buổi tiệc giao lưu giữa các nghệ sĩ, đây mới là sân chơi thời trang của những nhà thiết kế đẳng cấp. Gì, quan tiểu thất đột nhiên nêu ra một đoạn lai lịch như thế nhưng ngay cả một chữ ninh thì cũng nghe không hiểu. Phương Nhã đầu tiên là sửng sốt, sau đó cất tiếng cười to, ha 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 ha. Cười chết tôi, một bộ váy có giá trên trời thì sao sẽ xuất hiện. Nơi này, quan tiểu thất. Cô cũng không thể vì cùng một công ty với Ninh Tịch mà phải giúp cô ta tới mức nói bậy chứ. Vì, quan tiểu thất thật là mạnh mồm, cô ta nói Elvis đó là ai? Hoàn toàn chưa từng nghe qua, lại bịa đi những người khác đương nhiên không tin có người hỏi quan tiểu thất là nhà thiết kế cô nói viết tên như thế nào rồi chạy lên mạng tìm hiểu một chút cuối cùng không ngờ lại tìm được bộ váy này có thật này nhà thiết kế này rất trâu nha nhưng phù dung sởm nở tối tàn giữa chừng lại đột nhiên biến mất cho nên có rất ít người biết đến ông ấy hơn nữa mọi người xem tấm ảnh giới thiệu tác phẩm của ông ấy này thật sự có một chiếc váy giống của ninh tịch nha phương nhã liếc mắt nhìn qua sau đó khẽ run lên cô ta ra vẻ không thèm quan tâm nói nhất định là hàng nhái rồi cũng đúng, bộ váy này vẫn luôn bị người cất giấu sao lại xuất hiện ở đây được, nghĩ đã thấy không thể tin rồi. Chính là cùng một chiếc, tôi không nhìn nhầm đâu." Quan Tiểu Thất vô cùng chắc chắn nói, hơn nữa còn liếc nhìn Ninh Tịch mong cô chứng thực. Nhưng mà Ninh Tịch cũng hoàn toàn ngây người rồi, căn bản không có cách nào trả lời Quan Tiểu Thất, đây không phải chỉ là một chiếc váy không đáng tiền thôi sao? Phương Nhã cười đến run cả người, thật là buồn cười. Chiếc váy này mà là hàng thật thì hôm nay tôi sẽ bỏ ra khỏi đây." Đây chính là từ cô nói. Quan Tiểu Thất hừ một tiếng, sau đó quay lại nói với mọi người, thật ra thì muốn chứng minh là thật hay giả cũng rất đơn giản. Đặc điểm lớn nhất trong các thiết kế của Elvis chính là đá quý trang trí lên, mà bộ váy này từng viên đá đều là hàng thật. Không tin thì mọi người tự mình xem đi. À đúng rồi, người không có kiến thức thì đừng có học đòi múa rìu qua mắt thợ. Quan Tiểu Thất, cô nói ai là người không có kiến thức? Phương Nhã giận đến đỏ bừng cả mặt, ai trả lời thì là người đó. Chỉ cần là người có kiến thức thì chắc chắn sẽ có hứng thú với bộ váy này. Cho nên sau khi Quan Tiểu Thất nói xong đã có người đứng dậy. Nếu không thì để tôi xem một chút." Một cô gái nhìn rất dịu dàng đi từ phía sau tới. Mọi người vừa nhìn thấy cô ấy đã lập tức sáng mắt, "Đúng đúng. Phỉ Phỉ mau đến nhìn xem, cô là người có kiến thức về đá quý nhất, Phỉ Phỉ có khả năng giám định cỡ chuyên gia đấy. Lần trước suýt chút nữa tôi bị người ta lừa cũng là nhờ cô ấy giúp tôi phân biệt. Nếu là Phỉ Phỉ thì chắc chắn không có vấn đề gì." Phương Nhã cũng bày tỏ không có ý kiến dáng vẻ hả hê nhìn sang tiểu thất với ninh tịch, bây giờ thì để xem. Xem các người còn giả bộ kiểu gì, chương 317, tất cả đều là hàng thật. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com Cô gái gọi là phỉ phỉ cẩn thận quan sát những viên đá quý kia, bởi vì bộ váy này được đính quá nhiều đá cho nên phỉ phỉ tốn rất nhiều thời gian. Từng giây từng giây cứ trôi qua, tất cả mọi người đều nín thở đưa mắt nhìn, bao gồm cả ninh tịch vẫn đang mơ hồ. Lúc nãy Ninh Tịch còn muốn nói rõ sự thật nhưng không kịp rồi, Phỉ Phỉ đã bắt đầu chuyên tâm giám định, nếu lúc này cô mở miệng thì sẽ khiến mọi người nghĩ rằng Ninh Tịch sợ chết nên mới bất đắc dĩ mà mở miệng, vì vậy Ninh Tịch chỉ có thể im lặng. Sau một lúc khá lâu, Phỉ Phỉ cũng hít sâu một hơi ngẩng đầu lên nói: "Xin lỗi mọi người, đá quý khảm trên đây thực sự quá nhiều nên tôi không thể giám định từng viên một được, chỉ có thể tận lực xem được viên nào hay viên đó." Trước mắt thì những viên tôi vừa xem đều là hàng thật, vừa dứt lời, không chỉ Ninh Tuyết Lạc là người đầu tiên đổi sắc mặt, mà tất cả mọi người ở đây đều ngây người hết rồi. Không, không thể nào, làm sao có thể, nhưng khả năng của phỉ phỉ thì tất cả mọi người đều biết, cô ấy cũng không nói sai, đây. Vốn còn đang chờ để làm bẽ mặt Ninh Tịch, thì giờ đây sắc mặt của Phương Nhã cũng như màu gan lợn, phỉ phỉ. Chắc chắn cô nhìn lầm rồi, sao có thể là thật, rõ ràng đây chính là thủy tinh mà, những người khác cũng sẽ không tin, phỉ phỉ, cô nhìn kỹ lại một chút đi. Những viên đá quý này mới nhìn thấy thật rẻ tiền mà. Đúng vậy, cô nhìn thêm chút nữa đi, mặc dù chúng tôi tin cô rất chuyên nghiệp, nhưng đây quả thật khó tin. Đối mặt với nghi ngờ của mọi người, Phỉ Phỉ chớp mắt một cái nói, nếu như là một viên thì tôi còn có thể nhìn nhầm, nhưng nhiều thế này thì chắc chắn tôi không thể nhìn nhầm tất cả chứ. Những đá quý này đều là đồ thật, Phỉ Phỉ đã nói đến mức này thì bọn họ không muốn tin cỡ nào đi nữa cũng phải tin. Trong lúc nhất thời không còn ai phản đối nữa, Nhất là những người vừa mới a à dô theo phương nhã nói chiếc váy kia là hàng vỉa hè thì bây giờ đều trốn vào góc hết, không ho he một tiếng nào. Ngay cả ninh tịch, dẫu cho cô là chủ nhân của chiếc váy này nhưng cô mới là người kinh hãi nhất đó. Mỗi, một, viên, đều, là, hàng, thật. Nói, là, bạn đưa, nên không đáng tiền. Lục đình kêu lại lừa cô, ấy thế mà cô vẫn tin. Lúc này quan tiểu thất nhìn về phía phương nhã diếu cợt, a hát, tôi nhớ là có người nói, nếu chiếc váy này là thật thì sẽ bỏ ra khỏi đây thì phải. Phương Nhã cứng mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, thật thì sao? Bộ váy này nhất định là công ty đầu tư cho Ninh Tịch, cũng không phải của cô ta, thế này thì có gì mà hơn người. Nghe Phương Nhã nói vậy, những người vừa rồi không dám lên tiếng cũng lập tức nhỏ giọng phụ họa. Mắt nhìn quần áo của Ninh Tịch hấp kém như vậy, được công ty cho mượn cũng đúng thôi. Đúng vậy, chúng ta cũng là nhìn không nổi nữa mới muốn giúp cô ấy mà. Phương Nhã thuận tay đem quần áo nhét vào lòng Ninh Tịch, thành khẩn nói, cho nên Ninh Tịch à, những bộ đồ này cô hãy nhận đi. Cái váy đó có quý thế nào cũng chỉ có thể nhìn một chút mà thôi, đâu phải trường hợp nào cũng mặc được. Váy dạ hội như này chỉ có khi đi nhận giải thưởng hoặc tham gia những hoạt động quan trọng mới có thể mặc, Phương Nhã nói như vậy chả khác nào đang nguyền rủa cô cả đời không được nổi tiếng. Ninh Tuyết Lạc tựa như là sợ cô muốn từ chối cho nên vờ thân thiện. Mở miệng, "Ninh Tịch, cô cứ nhận đi, lần trước hiểu lầm là do trợ lý của tôi hiện giờ những thứ này coi như là tôi đền bù cho cô vậy." Chương 318: Đồ lừa đảo. Chuyện được thực hiện bởi kênh an audio và website obookaudio.com. Ninh Tịch, Tuyết Lạc đã nói vậy rồi thì cô cũng đừng phụ lòng tốt của cô ấy. Chắc không phải cô đang nghi ngờ Tuyết Lạc đưa cô đồ rẻ tiền chứ? Cô cứ thử tra bất cứ bộ nào cũng biết những bộ đồ này thực sự rất đắt, so với bất kỳ bộ đồ nào của cô đều tốt hơn nhiều. Chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như thế còn không mau nhận đi. Ninh Tịch luôn làm theo nguyên tắc chỉ cùng người giỏi tranh cao thấp, không cùng thằng ngu bàn sự đời cùng tranh đua với một đám não tàn khác nào tự ngược trí thông minh của mình, vì vậy bất kể bọn họ ẩm ý thế nào cô cũng chỉ tựa cửa dùng con mắt như đang xem hài kịch mà nhìn. Cuối cùng thì chính Ninh Tuyết Lạc bị ánh mắt kia làm cho trột dạ, không biết cô ta có nói sai chỗ nào hay không. Ngay lúc đó, một cô gái đang dựa vào bàn trang điểm của Ninh Tịch đột nhiên kêu lên một tiếng. À, Ninh Tịch đưa mắt nhìn sang, chuyện gì vậy? Ninh Tịch, sao nhà cô lại có loại đồ vật tự chuyển động như này? Sợ chết tôi rồi. Cô gái bị giật mình nhìn chầm chầm vào cái giá cắm nến sau eo bị mình đẩy ra. Một giây sau, một chuỗi tiếng cạch cạch kỳ quái vang lên bên tai mọi người. Tất cả còn đang thắc mắc xem âm thanh này đến từ đâu, tiếp theo đó là trong ánh mắt chố lồi ngạc nhiên của mọi người, một trong những bức tường của phòng quần áo đột nhiên tách ra hai bên, ánh đèn màu bạc lọt ra ngoài khe hở từng chút một, hình ảnh kia giống như hình ảnh cánh cửa kho báu chậm chạp mở ra trong phim. Một lát sau, hai bên tường đã hoàn toàn được mở ra. Sau khi nhìn rõ bên trong, toàn trường vang lên từng đợt hút khí lạnh sau đó là sự yên lặng thật dài tất cả mọi người đứng yên tại chỗ không nói được gì tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn không gian phía sau bức tường ngơ ngác nhìn căn phòng quần áo cực kỳ vĩ đại trên trần là một chiếc đèn chùm bằng thủy tinh phát ra ánh sáng lung linh trong phòng bày đầy các bộ trang phục hoa lệ lấp lánh đến độ khiến người ta không mở nổi mắt những bộ quần áo phương nhã cầm trong tay lập tức rơi hết xuống đất bởi vì quá mức khiếp sợ nên nói được câu nào tất cả mọi người đều phản ứng giống nhau một lúc lâu sau mới bắt đầu lục tục tỉnh lại tôi đang nằm mơ sao ninh tịch nhà cô có phòng bí mật trời ơi mắt tôi sắp mù rồi phòng quần áo quá lớn quá xa hoa rồi ninh tịch cô quá đáng quá nhà cô có phòng quần áo lớn như vậy mà không mở ra để chúng tôi tham quan một chút ninh tịch cô cũng mới biết nhà mình có cái đồ chơi này được không hiện tại cô cũng biết một đống quần áo kia rốt cuộc được để đi đâu nếu không phải nhờ trận ngoài ý muốn này thì chắc đánh chết cô cũng không biết trong nhà mình có một căn phòng bí mật lớn đến như thế Ninh Tịch đỡ chán, hoàn toàn câm nín với Lục Đình Kiêu. Cái tên này rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên mà suốt ngày dùng dáng vẻ rất có học, uy tín cùng với cái giọng khiến người ta tín nhiệm lừa cô hết lần này đến lần khác. Mọi người không ngừng cảm thán ngắm nhìn những bộ lễ phục cực đẹp, vô tình phát hiện ra tất cả quần áo trong này đều cùng một phong cách với nhà thiết kế của bộ váy kia Gabriel Elvis. Không ít người không nhịn được mà len lén tiến sát lại gần xem nhãn hiệu, quả nhiên đều là của cưa. Phải biết rằng vấn đề ở đây không phải là tiền, cưa này ra mắt không được bao lâu đã biến mất, các tác phẩm lưu lại cực ít, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Bây giờ đối diện với một phòng quần áo toàn các mẫu của cưa sẽ là sự rung động thế nào? mười 319, không so sánh sẽ không tổn thương. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com Sau khi hết khiếp sợ, hiển nhiên không có người cam lòng bèn len lén hỏi thăm phỉ phỉ, phỉ phỉ, ở trong đó. Đều là hàng thật sao? Phỉ phỉ vừa rồi cũng ngây người thật lâu, được hỏi như vậy thì gật gật đầu, tôi mới nhìn qua một chút thì đều là hàng thật, có kiến thức một chút đều biết đá quý thật cùng đá giả ánh sáng phát ra không giống nhau một chút nào ô mi gót thật là quá dọa người chẳng lẽ đây là thịnh thế chuẩn bị cho ninh tịch thịnh thế cũng quá giàu đi nơi ở là vị trí tốt nhất của châu giang đế cảnh đã đủ khoa trương rồi bây giờ nguyên một phòng quần áo còn lớn hơn cả cái nhà của người khác thật muốn nâng đỡ ninh tịch đến chết luôn sao cái người khác này là chỉ ai đương nhiên chả có ai ở đây mà không hiểu những người không ưa ninh tuyết lạc nãy giờ nhìn cũng đã lâu lúc này vội vàng ríu rít thấp giọng nghị luận điểm chính là ninh tịch có quần áo đẳng cấp, phong cách cỡ này nha. Một loạt đều là cưa trong truyền thuyết, không giống phòng quần áo của ninh tuyết lạc y như phòng của loại nhà giàu mới nổi, cái hiệu gì cũng nhét vào. Thế mà nãy cô ta còn mặt dày ra vẻ bố thí quần áo của cô ta cho ninh tịch đấy. Ninh tịch có thể đặt vào mắt sao, tôi thấy cô ta vốn muốn dìm hàng ninh tịch, kết quả. Chật chật, quả nhiên không so sánh thì không tổn thương nha. Lúc này, ninh tuyết lạc đang cứng đờ sống lưng nhìn phòng quần áo của ninh tịch, bên tai văng vẳng những người kia xì xào bàn tán khuôn mặt xanh mét đến bỏng rát giống như bị người ta mạnh mẽ tát vào mặt đáng chết đều do con khốn phương nhã đang êm đẹp lại bảo tới chỗ của ninh tịch nếu không phải vì chuyện này thì kế hoạch tối nay của cô ta đã vô cùng hoàn hảo bây giờ thì tốt rồi hết thảy đều hỏng bét vất vả lắm cô ta mới vất lại được chút hình tượng giờ lại bị hủy đến không còn một chút bã nào phương nhã cũng không ngờ cô ta vỗ mông ngựa lại vỗ nhầm xuống đùi sắc mặt cực kỳ khó coi cô ta tức giận hướng về phía ninh tịch mắng nếu cô không thiếu quần áo sao không nói sớm nhìn chúng tôi vội vàng xoay quanh như thế cô thấy vui lắm à thật là chó cắn lã động tân không biết coi trọng lòng tốt của người khác ninh tịch khoanh hai tay trước ngực tựa vào khung cửa nhướng mày nói cô có chắc tôi không nói sớm chứ hay là do cô không hiểu tiếng người cô phương nhã nghẹn họng không nói ra lời chỉ có thể uất hận mà lẩm bẩm nhiều đồ hơn nữa cũng không phải của cô ninh tuyết lạc hít sâu mấy hơi mới đẻ xuống sự tức giận trong lòng làm bộ rộng lượng nói: "Thôi tiểu nhã, chúng ta giúp Ninh Tịch không cầu báo đáp, cô ấy không thiếu quần áo tất nhiên là chuyện tốt rồi." "Ninh Tịch, ngày sau nếu cô có cần thì cứ mở miệng nhé." Nói bóng gió tức là, bây giờ cô có công ty nâng đỡ, nhưng sau này thì không chắc đâu. Đối với phòng quần áo đột nhiên xuất hiện này, người duy nhất bình tĩnh có lẽ là Quan Tiểu Thất, cô ấy chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Quan Tiểu Thất có chút hả hê nhìn Ninh Tuyết Lạc với đám người phương nhã tựa như đang nhìn mấy thằng hề đang tấu hài, "Ai, tối nay tới đây đúng là không uổng công mà." được xem một vở kịch thật hay, thật là mệt quá đi phải về nhà đi ngủ thôi. Nói xong liền tung tăng đi mất, sau khi quan tiểu thất rời khỏi, mọi người cũng bắt đầu dối rít cáo từ, nhất là mấy người vừa rồi cố ý lấy lòng ninh tuyết lạc mà dìm hàng ninh tịch. Cuối cùng mọi người cũng đi hết rồi, ninh tịch dường như có điều gì suy nghĩ liếc nhìn bóng lưng của quan tiểu thất, nhưng bởi vì quá mệt nên không có cách nào suy nghĩ nhiều, cuối cùng lại leo trở về giường, đầu vừa dính gối đã ngủ thiếp đi.